Vâng, chào mừng quý chị đã quay trở lại với livestream của nhà sành Đồ Si. Ngày hôm nay thì nhà sành Đồ Si sẽ giới thiệu đến quý chị các sản phẩm quần dài đồng giá là 180k trên một sản phẩm bất kỳ và đã bao gồm phí ship trên toàn quốc. Quý chị chúng ta ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337707398 để nhà sành Đồ Si tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà sành Đồ Si là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý chị chúng ta phải đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live hôm nay. Các sản phẩm đầu tiên sẽ là một sản phẩm quần dài với tông màu ghi. Này sẽ là cái thiết kế tông màu ghi sáng, có nhã là H518, chiều dài sẽ là 96, bụng là 92-98, đùi là 31 và ống sẽ là 15-19cm. Cái phần gấu của mình sẽ là cái thiết kế gấu bo chu này, co giãn cũng rất là tốt. Và cái phần gấu này thì nó sẽ ôm gọn vào cái phần cổ chân của mình, nên là quý chị chúng ta mặc lên cái sản phẩm này nó sẽ rất là gọn gàng. Cái form của mình sẽ là một cái form tương đối là ôm, chất liệu vải dày dặn, mặc lên cũng rất là thoải mái, dễ chịu này. Chất liệu vải có cái độ co giãn đó, để quý chị chúng ta mặc lên nó sẽ rất là thoải mái. Và cái phần cạp của mình sẽ là thiết kế cạp chun, có thêm một cái dây đai ở bên trong để cho các bác có thể điều chỉnh cái phần cạp này sao cho nó vừa vặn với cái số đo của cơ thể. Em này sẽ có mã là H518, độ mới cũng còn tương đối là cao. Bác nào yêu thích sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sành Đồ Si. Đây là một sản phẩm chính hãng đến từ thương hiệu Uniqlo, tem mác chính hãng rất là uy tín ở bên trong cho quý anh chị chúng ta có thể là coi này. Và mã sẽ là H518. Bác nào yêu thích cũng như là vừa vặn với sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sành Đồ Si. Chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo. Đây sẽ là một con quần kaki với tông màu kem. Bác nào mà yêu thích những cái tông sáng màu mình có thể là lựa chọn cái sản phẩm này. Mã H519, chiều dài là 103,5, bụng là 82, đùi là 29,5 và ống sẽ là 18cm. Đây cũng là một sản phẩm quần với cái form dáng suông, mặc lên cũng khá là gọn gàng. Chất liệu sẽ là chất liệu kaki mềm, hàng này sẽ là hàng không có giãn. Các bác có thể lựa chọn sản phẩm này mình mặc đi chơi đi làm, cũng như là quý anh chị có thể là mặc hàng ngày, rất là đẹp, rất là dễ để cho các bác chúng ta phối đồ luôn. Đằng trước đằng sau đầy đủ túi để cho quý anh chị chúng ta đựng ví, tiền, điện thoại. Mã của mình sẽ là H519 và quý anh chị có thể coi lại một lần nữa toàn bộ cái form dáng của sản phẩm này. Và sản phẩm tiếp theo mà nhà sản xuất khi giới thiệu đến quý chị sẽ là một con quần với cái tông màu nâu nha. Đây cũng là một cái sản phẩm với cái tông màu rất là dễ để cho quý chị chúng ta sử dụng. Cạp chun co giãn này, và bác nào mà bụng to bụng bự chúng ta có thể lựa chọn cái sản phẩm này. Cạp chun co giãn rất là tốt và thông số của em nó như sau. Mã H520, chiều dài là 102, bụng là 94-108, đùi là 34 và ống là 20cm. Cũng là một cái sản phẩm quần với cái form dáng rộng rãi thoải mái để cho quý chị chúng ta sử dụng. Chất liệu kaki mềm, bếp này sẽ là hàng không có giãn này. Quý chị có thể lựa chọn sản phẩm này, chúng ta mặc hàng ngày ở nhà cũng như là mặc đi chơi đi làm đều rất là ok. Mã H520. Và sản phẩm tiếp theo sẽ là một thiết kế dành cho quý chị nào chúng ta yêu thích cái họa tiết dáng gì, quý chị có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Đây sẽ là một cái thiết kế rất là trẻ trung năng động để cho các bác chúng ta lựa chọn mình mặc hàng ngày. Mã H521, chiều dài là 108, bụng là 72-90, đùi là 30 và ống là 22cm. Một thiết kế với cái form dáng suông cũng rất là dễ mặc, dễ dùng. Chất liệu của mình nó sẽ là cái chất liệu kaki và em này cũng là hàng không có giãn này. Nhìn chung thì cái độ co giãn của nó rất là vừa phải thôi, rất là ít. Cái chất liệu của mình sẽ là cái chất liệu kaki mềm, nên là các bác yên tâm là mặc lên đã rất là thoải mái, dễ chịu rồi. Cạp chun co giãn tốt này, và mã của sản phẩm sẽ là H521. Đằng sau chúng ta có một cái tác giả rất là xịn sò của thương hiệu. Và cho các bác chúng ta có thể coi lại một lần nữa toàn bộ cái form dáng của em này. Và chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo. Đây sẽ là một con quần vải rất là tư bản basic, một thiết kế với cái tông màu đen, rất là dễ mặc, dễ dùng và dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ. Đặc biệt em này độ mới cũng còn rất là cao luôn. Mã H522, chiều dài của sản phẩm sẽ là 91, bụng là 72-89, đùi là 35 và ống là 18cm. Cho quý chị có thể là coi kỹ hơn cái form dáng của sản phẩm này. Nó sẽ là cái thiết kế ống tương đối là rộng rãi thoải mái nhưng mà vẫn rất là gọn gàng, để cho các bác chúng ta lựa chọn em này chúng ta mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm. Cái phần cạp của mình sẽ là cạp chun co giãn tốt này và cũng đầy đủ túi chéo đằng trước, túi ở đằng sau để cho các bác đựng ví, tiền, điện thoại khi mà đi ra ngoài. Em này độ mới rất là cao luôn, nên là bác nào vừa vặn và yêu thích cái form dáng của sản phẩm này thì chúng ta nhanh tay là liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất với mã là H522. Và sản phẩm tiếp theo sẽ là một con quần với tông màu mộng này. Đây cũng là cái tông màu rất là dễ để cho quý chị chúng ta sử dụng. Nhìn chung thì nó cũng là cái tông tối màu trung tính thôi. Mã H523, chiều dài là 84, bụng là 64-76, đùi là 25 và ống là 18cm. Cái form dáng của mình sẽ là form dáng ôm, bác nào yêu thích
thích cái phong cách gọn gàng thì chị có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Chất liệu rất là đẹp, bên trong sẽ là lót nỉ bông như này, để quý chị chúng ta có thể sử dụng sản phẩm này trong thời tiết lạnh, các bác mặc lên sẽ rất là ấm này. Và cái phần cúc của mình sẽ là cúc bấm, cực kỳ thuận tiện để cho quý chị chúng ta sử dụng luôn. Hai bên cũng có túi chéo này, và đằng sau thì cũng có một cái túi, và em này còn có khóa luôn, rất là cẩn thận để các bác có thể đựng đồ ở đây thì không lo là bị rơi bị mất. Mã H523, một thiết kế quần với cái ôm đàng ôm rất là gọn gàng. Và chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo, em này thì sẽ là một con quần vải với cái tông màu chủ đạo là tông màu đen, và mình sẽ có cái họa tiết kẻ sọc. Mã của sản phẩm sẽ là H524, chiều dài là 93, bụng là 86-92, đùi là 32 và ống là 17 cm. Một cái sản phẩm rất là cơ bản basic cho quý chị chúng ta có thể lựa chọn, không những mình mặc hàng ngày, mình ở nhà mình có thể là lựa chọn mình mặc đi chơi đi làm. Một cái thiết kế quần cũng rất là nhã nhặn lịch sự. Em này sẽ có một cái dây đai ở bên trong này để cho các bác chúng ta có thể điều chỉnh cái phần cạp này, hoặc nếu không quý chị có thể sử dụng thêm dây lưng nếu cần. Chất liệu vải thì rất là dày dặn, và em này sẽ là cái chất liệu vải không có giãn, chất liệu vải dày dặn và mềm mịn rồi, nên là quý chị yên tâm là mặc lên thoải mái dễ chịu cho mình. Mã của sản phẩm sẽ là H524, quý chị có thể là coi lại một lần nữa là một cái phong dáng hôm nay mặc lên cũng rất là gọn gàng, cũng rất là dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ. Và sản phẩm tiếp theo sẽ là một con quần dài túi hộp với cái tông màu của mình sẽ là tông màu rêu. Đây cũng là cái tông màu được quý chị chúng ta sử dụng rất là nhiều, vì là mặc lên nó rất là trẻ trung và cũng rất là dễ để cho các bác chúng ta phối đồ. Mã H525, chiều dài là 99, bụng là 64-76, đùi là 26, và cái ống của mình sẽ là thiết kế gấu bo chun, độ chun giãn rất là tốt, và quý chị chúng ta cũng có thể là điều chỉnh cái phần gấu này được. Các bác muốn mặc ôm hoặc là mặc suông chúng ta có thể là điều chỉnh được luôn. Chất liệu vải rất là mềm nên là quý chị chúng ta yên tâm chúng ta sử dụng em này. Các bác có thể lựa chọn mình mặc đi chơi, mặc đi ra ngoài, cũng như là mình mặc đi tập luyện thể dục thể thao thì cũng rất là ok. Mã sẽ là H525, một con quần tông màu rêu, cái form dáng của mình cũng rất là rộng rãi thoải mái. Rồi chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo, em này thì sẽ là một sản phẩm từ nhà Ly với cái tông màu xanh than, một con quần trông cũng rất là trẻ trung năng động. Mã H526, chiều dài là 85, bụng là 88-92, đùi là 31 và ống là 21.5. Và bác nào mà yêu thích cái phong cách kiểu quần lỡ thôi thì chúng ta có thể lựa chọn cái sản phẩm này. Chúng ta mặc hàng ngày ở nhà cũng rất là thoải mái dễ chịu, với cái thiết kế cũng rất là năng động trẻ trung này. Các bác có thể là quan sát kỹ một chút, ở đây sẽ là cái chi tiết mặt trước của sản phẩm, chúng ta có một cái túi rất là rộng rãi như thế này, và cái phần cạp này có thêm dây đai để cho quý chị chúng ta có thể điều chỉnh luôn. Chất liệu vải mềm mịn này. Mã H526, một con quần với cái thiết kế là ống lỡ thôi. Có bác nào yêu thích sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà dây gym. Chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo, em này sẽ là một con quần với tông màu green. Mã của sản phẩm sẽ là H527, chiều dài là 87, bụng là 72-88, đùi là 30 và ống là 16 cm. Cũng là một sản phẩm quần basic đơn giản cho mấy chị chúng ta lựa chọn mình mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm. Cạp chun co giãn tốt này, và đằng trước cũng đầy đủ cúc khóa để cho các bác chúng ta sử dụng. Hai bên sẽ là túi chéo này, và mặt đằng sau cũng có túi để cho quý chị chúng ta đựng ví tiền điện thoại luôn. Form dáng của mình cũng là thiết kế form dáng suông và cũng tương đối là gọn gàng để cho quý chị chúng ta có thể dễ dàng chúng ta phối đồ, mình có thể là mặc đi chơi đi làm. Mã H527, bác nào yêu thích sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà xanh lục xin. Rồi chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo, đây cũng là một con quần với tông màu xanh rêu. Em này sẽ là một sản phẩm quần túi hộp này, chất liệu kaki mềm. Mã H528, chiều dài là 96, bụng là 96-108, đùi là 31 và ống là 23 cm. Cái phần cạp của mình sẽ là cạp chun, có thêm dây đai để cho quý chị chúng ta điều chỉnh cái phần cạp này sao cho nó vừa vặn với cái số đo vòng bụng của mình, cũng không thể thiếu được các cái phần túi trước túi sau để cho các bác chúng ta sử dụng mình đựng ví tiền điện thoại khi mà đi ra ngoài. Ra xa một chút để cho quý chị có thể là coi lại toàn bộ cái form dáng bên này. Đây sẽ là một thiết kế mặc lên cực kỳ trẻ trung năng động cho quý chị. Mã của mình sẽ là H528. Và chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo, đây sẽ là một con quần với tông màu lông bò, một thiết kế quần kaki rất là thích hợp để các bác chúng ta lựa chọn mình mặc đi làm. Mã của mình sẽ là H529, chiều dài sẽ là 109, bụng là 88, đùi là 29 và ống là 20 cm. Bác nào thường mặc quần khoảng size 34 thì các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Form dáng suông ống cũng rất là rộng rãi thoải mái để quý chị chúng ta sử dụng, nhưng mà đảm bảo với quý chị là chúng ta mặc lên cái form dáng quần này cũng vẫn rất là gọn gàng. Ở một cái thiết kế quần rất là dễ cho các bác chúng ta phối đồ, mình có thể là mặc chung với cả áo sơ mi, áo polo hoặc là áo thun đều rất là ok. Mã H529 này, các bác có thể quan sát lại một lần nữa toàn bộ cái form dáng hôm nay. Chất liệu kaki mềm rất là dày dặn nên form dáng chuẩn chỉnh, và em này sẽ là hàng không có giãn. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm quần với tông màu đen, đây sẽ là những cái thiết kế rất là cơ bản để cho các bác chúng ta lựa chọn
bọn mình mặc hàng ngày. Với tông màu đen thì yên tâm là phối đồ cực kỳ dễ rồi. Mã H530, chiều dài là 94, bụng là 68-78, đùi là 24 và ống là 13cm. Em này sẽ có size M, một thiết kế quần với form dáng ôm cho bác nào yêu thiết kế phong cách gọn gàng lịch sự chúng ta có thể lựa chọn em này. Đây sẽ là một sản phẩm thích hợp để quý chị chúng ta sử dụng mình mặc hàng ngày ở nhà mà mình ngủ. Chất liệu rất là dày dặn này, bên trong thì sẽ là một cái phần lót nỉ như này và một cái thiết kế cũng rất là đẹp mắt để cho quý chị chúng ta sử dụng. Và chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo thì đây sẽ là một con quần với cái phong cách của mình, nó sẽ là một con quần ống rộng rãi thoải mái như này thì các bạn yên tâm là mặc lên rất là dễ chịu. Chất liệu thì dày dặn lên form dáng chuẩn chỉnh. Mã H531, chiều dài là 96, bụng là 66-80, đùi là 30 và ống là 24,5. Em này sẽ có size M này. Với cái tông màu đen thì bác yên tâm là mình phối đồ rất là dễ rồi. Với sản phẩm này các bạn có thể tự tin chúng ta sử dụng mình mặc hàng ngày hoặc là mình mặc đi chơi đi làm thì cũng được luôn. Cảm chuột co giãn tốt và có thêm một cái dây đai để cho quý chị chúng ta điều chỉnh cái phần cạp này. Mã H531. Và chúng ta sẽ cùng đến với một sản phẩm tiếp theo, cũng là một con quần với tông màu đen thôi. Em này sẽ là một con quần vải rất là cơ bản basic để cho quý chị chúng ta lựa chọn, cũng với cái thiết kế form dáng suông kiểu quần ống rộng này, rộng rãi thoải mái để cho các bác chúng ta mặc lên nó được dễ chịu. Mã H532, chiều dài là 98, bụng là 80-86, đùi là 34 và ống sẽ là 28cm. Với sản phẩm này thì bác nào chúng ta thường mặc quần từ size 30 đến size 33 thì các bác có thể tự tin chúng ta đặt hàng em này luôn. Một cái thiết kế rất là đẹp để cho quý chị chúng ta sử dụng mặc đi chơi đi làm. Mặt đằng sau sẽ là thiết kế cạp chun, đằng trước có cúc có khóa cẩn thận để cho quý chị chúng ta sử dụng. Mã của sản phẩm sẽ là H532. Bác nào yêu thích sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhân viên đồ gì. Chúng ta cùng đến với một thiết kế tiếp theo. Thì đây sẽ là một con quần với cái tông màu đen này. Em này thì sẽ là một sản phẩm rất là hợp lý để cho quý chị chúng ta sử dụng mình mặc hàng ngày ở nhà cũng như là mặc đi ngủ. Mã H533, chiều dài là 90, bụng là 78-88, đùi là 27 và ống sẽ là 13cm. Đây là một thiết kế của nhà Uniqlo này, với cái form dáng của mình sẽ là thiết kế form dáng ôm. Cho các nào yêu thích cái phong cách đơn giản nhẹ nhàng, mặc gọn gàng lịch sự thì chúng ta có thể sử dụng ngay cái sản phẩm này. Mã của mình là H533, chất liệu vải cực kỳ đẹp luôn và nó sẽ là cái chất liệu vải co giãn tốt như này. Nên là quý chị chúng ta yên tâm mặc lên thoải mái dễ chịu cho mình. Và chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo. Đây sẽ là một con quần với tông màu ghi, một cái thiết kế rất là độc đáo này. Cho quý chị chúng ta coi kỹ một chút các cái chi tiết mặt trước mặt sau của sản phẩm. Chúng ta có một cái dây đai rất là dài ở đây để các bác có thể là điều chỉnh cái phần cạp này. Túi trước rộng rãi này, đằng sau cũng có túi để cho các bác chúng ta đựng ví, tiền, điện thoại. Chất liệu của mình sẽ là cái chất liệu vải kaki cũng rất là dày dặn, lên form dáng chuẩn form cho mình. Mã H534 và chiều dài thì sẽ là 96, bụng là 92-96, đùi là 33 và ống sẽ là 22cm. Có một cái thiết kế form dáng suông, ống rộng rãi thoải mái để cho quý chị chúng ta sử dụng. Các bạn có thể đưa em này chúng ta mặc hàng ngày ở nhà cũng như là mặc đi chơi thì cũng rất là ok. Mã H534. Và sản phẩm tiếp theo nhà dành Lucy giới thiệu đến quý chị sẽ là một con quần với tông màu đen. Đây sẽ là một cái thiết kế cơ bản basic cho các bác chúng ta lựa chọn mình mặc hàng ngày ở nhà. Mã H535, chiều dài là 89, bụng là 80-96, đùi là 30 và ống sẽ là 15cm. Một thiết kế quần rất là đơn giản với cái form dáng ôm này, các bác mặc lên sẽ rất là gọn gàng. Chất liệu của mình sẽ là cái chất liệu co giãn để cho quý chị chúng ta mặc lên được thoải mái dễ chịu. Mã H535, bên trên phần cạp này sẽ là một cái dây đai để cho các bác chúng ta điều chỉnh cái cạp cho nó vừa vặn với cái số đo vào bụng và cũng đầy đủ túi trước để cho quý chị chúng ta đựng ví, tiền, điện thoại luôn. Có chất liệu rất là đẹp nên là quý chị chúng ta yên tâm. Đây cũng là một thiết kế của nhà Uniqlo, bên trong này sẽ là một cái tag đen của thương hiệu này cho quý chị chúng ta coi lại một lần nữa toàn bộ cái form dáng quần này. Và rồi thì chúng ta sẽ qua đến cái sản phẩm tiếp theo. Đây sẽ là một con quần vải với cái tông màu ghi, một cái con quần cũng rất là cơ bản basic này. Em này thì cũng là một sản phẩm của nhà Uniqlo luôn. Bên trên này sẽ là tem mác chính hãng của thương hiệu. Mã H537, chiều dài sẽ là 84, bụng là 82-92, đùi là 30 và ống sẽ là 18cm. Form dáng của mình cũng là một cái sản phẩm quần mặc lên khá là ôm và gọn gàng để cho quý chị chúng ta sử dụng. Với tông màu ghi này thì các bác mặc sẽ rất là trẻ này và cũng rất là dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ. Bên trên này sẽ là cái thiết kế cúc bấm rất là thuận tiện để cho mình sử dụng luôn, cúc khóa làm rất là tỉ mỉ. Và các bác nào mà cần sử dụng thêm dây lưng thì mình cũng có các cái thiết kế đĩa quần ở đây để cho quý chị chúng ta sử dụng. Mã H537. Và chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp
theo. Đây sẽ là một con của jean, đây sẽ là một con của jean, chất liệu jean Nhật nên nó sẽ rất là mềm mại. Và đây là một sản phẩm chính hãng của nhà Uniqlo, bên trên cái phần cúc này cũng dập tên của thương hiệu, mã H538, chiều dài sẽ là 87, bụng là 84-92, đùi là 28 và ống là 17 cm. Một sản phẩm quần cho các bác chúng ta thường một quần size khoảng 32, các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Phong dáng của mình cũng là thiết kế phong dáng ôm, chất liệu thì cực đẹp luôn. Với sản phẩm này nhà sản xuất bao chất cho mình cái chất liệu jean rất là mềm, các bác mặc lên thoải mái dễ chịu và cũng đầy đủ các cái thiết kế túi trước túi sau để cho các bác chúng ta đựng ví tiền điện thoại khi mà đi ra ngoài. Đây quý anh chị có thể tự mình chúng ta quan sát kỹ một chút các cái chi tiết mặt trước mặt sau của sản phẩm. Với cái tông màu xanh này các bác yên tâm là phối đồ rất là dễ và mặc cực kỳ trẻ trung cho mình luôn. Mã sẽ là H538 này, một sản phẩm quần jean chính hãng của nhà Uniqlo. Đến sản phẩm cuối cùng trong buổi live hôm nay sẽ là một con quần dài với tông màu xanh cam. Với em này thì các bác cũng tự tin là rất là dễ dàng phối đồ rồi. Với cái tông màu này thì mặc lên vừa trẻ trung và vừa dễ để cho các bác chúng ta sử dụng. Mã H539, chiều dài là 102, bụng là 82, đùi là 30 và ống là 18 cm. Size của sản phẩm sẽ là size 31. Form dáng của mình sẽ là cái form dáng ôm, mặc lên cũng rất là gọn gàng và chất liệu sẽ là cái chất liệu mềm mịn này để cho quý chị chúng ta sử dụng em này, chúng ta mặc hàng ngày. Mã của sản phẩm là H539. Và đây sẽ là cái sản phẩm cuối cùng kết thúc buổi live ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự ý. Nhân danh Lucy xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Đừng quên là ủng hộ nhà sản Lucy bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà sản Lucy ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.